Cả thế giới sửng sốt, Philippines chơi lớn, mở chiến dịch đặc biệt trên Biển Đông khiến Trung Quốc sợ hãi. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn luôn luôn được mọi người dân Việt Nam ghi nhớ. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Những tưởng lời kêu gọi đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đúng vào thời điểm đó thôi, nhưng thật không ngờ câu nói ấy một lần nữa đúng với người anh em Philippines. Vâng, mấy ngày vừa qua, tình hình Biển Đông lại nóng hơn bao giờ hết khi Philippines vừa mở một chiến dịch đặc biệt nhằm tới dãy hàng rào do Trung Quốc dựng lên gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Trong tuyên bố của Manila, lực lượng biển Philippines sẽ phá bỏ tất cả những rào chắn này để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sinh kế của ngư dân Philippines. Được biết, hàng rào này được phía Trung Quốc dựng lên để ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough. Trong đó, Philippines cho rằng bãi cạn Scarborough vốn là khu vực thuộc chủ quyền Manila. Bãi cạn Scarborough là một đảo san hô gồm nhiều đá ngầm và đá nổi, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, được Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển công nhận. Nhưng Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn này. Người Trung Quốc nói chung, gồm Đại Lục và Đài Loan, đều xem bãi cạn này là một phần của quần đảo Trung Sa mà họ tuyên bố. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 9, khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc Philippines dỡ bỏ hàng rào chắn tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Vân đã nói rằng Bắc Kinh khuyên Philippines không nên khiêu khích hoặc tìm kiếm rắc rối. Điều này dấy lên lo ngại về một sự leo thang quân sự trong khu vực. Vậy điều này có xảy ra hay không và sức mạnh hiện tại của Trung Quốc như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Nếu các bạn thấy hay và yêu thích, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ đội ngũ sản xuất của chúng tôi nhé! Các bạn thân mến, chúng ta sẽ nhắc đến năm 2012, khi đó đã từng một lần Philippines nhân nhượng để cho Trung Quốc chiếm cứ bãi cạn Scarborough vốn là thuộc chủ quyền của Philippines để Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển công nhận. Thế nhưng, cũng giống như những tên thực dân Pháp ngày xưa ở Việt Nam, càng nhân nhượng Trung Quốc càng lớn tới. Hồi đầu tuần này, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cực kỳ bức xúc. Họ chia sẻ những hình ảnh cho thấy một vạt san hô bị vỡ nát dưới đáy biển ở khu vực tranh chấp. Họ cáo buộc người Trung Quốc đang hủy hoại nghiêm trọng môi trường sống ở đây. Bãi cạn này đã bị Trung Quốc chiếm đóng hồi năm 2012. Kể từ đó đến nay, Bắc Kinh đã cho tàu cá của mình khai thác trái phép tại vùng biển không phải của họ. Tuy dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte, Bắc Kinh vẫn để ngư dân Philippines vào đánh bắt trong vùng biển này, nhưng kể từ khi Manila đổi chủ vào năm ngoái, Trung Quốc đã có những hành động vô phép tắc ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough. Vào cuối tuần qua, Philippines đã bày tỏ phẫn nộ khi lực lượng tuần duyên của họ bất ngờ phát hiện một hàng rào phao dài 300 mét do lực lượng tuần duyên Trung Quốc dựng lên để ngăn cách bãi cạn Scarborough. Philippines sau đó đã chia sẻ hình ảnh rào chắn nổi mà các tàu hải cảnh Trung Quốc thả quanh bãi Scarborough đến báo chí thế giới. Xung quanh còn có các tàu của Trung Quốc. Và sau lời tuyên bố mạnh mẽ hôm 25 tháng 9, Philippines đã tiến hành chiến dịch đặc biệt, ra lệnh cho lực lượng tuần duyên tiến vào bãi cạn trên một chiếc thuyền máy nhỏ đóng giả ngư dân, rồi đeo ống thở và mặt nạ lặn xuống để cắt hàng rào phao và nhổ cọc neo của nó. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết nhiệm vụ này đã được Tổng thống Ferdinand Marcos phê duyệt, chứng tỏ quyết tâm duy trì sự hiện diện của người dân Philippines tại bãi cạn. Như vậy, Manila đã không còn nhân nhượng trước những hành động quá đáng của Trung Quốc, thậm chí dưới thời của Tổng thống Marcos hiện nay, Philippines bắt đầu có những động thái mạnh tay hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ tháng 5 vừa qua, ông Marcos đã tới Nhà Trắng. Tại đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố cam kết sẽ bảo vệ đồng minh của Mỹ. Cũng trong năm nay, Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận 4 căn cứ quân sự của mình. Đây được xem là hành động chọc giận Bắc Kinh và gián tiếp dẫn tới sự việc căng thẳng nói trên. Có thể thấy được là hiện ở khu vực Biển Đông đang tồn tại tới tận hai loại tranh chấp. Một là việc các nước tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta, và thứ hai là tranh chấp các vùng biển và thềm lục địa chồng lấn giữa các nước có bờ biển đối diện hoặc liền kề. Trong đó, sự việc ở bãi cạn Scarborough của Philippines thuộc trường hợp thứ hai. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng chính việc Philippines xích lại gần với Mỹ đã gây ra tình trạng trên và Manila nên giữ tinh thần trung lập hơn. Thế nhưng, dù cho không có Mỹ, Trung Quốc cũng sẽ lấn tới. Như vừa qua tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Manila đã cáo buộc Bắc Kinh có hành vi nguy hiểm và hung hăng khi sử dụng tia laser cấp quân sự để chiếu vào tàu của Philippines. Do đó, hành động đáp trả mạnh mẽ của Philippines được cho là cần thiết, cũng như để thể hiện làn danh đỏ của quốc gia này trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên các bạn ạ, những hành động mạnh của Philippines cũng đang cho thấy một thực tế rất rõ ràng,
đó là vị thế của Trung Quốc đang giảm rất mạnh trong khu vực. Bởi ngoài việc mạnh miệng tuyên bố chưa ống kính, thì tại bãi cạn Scarborough, các lực lượng Trung Quốc đã không hề có động thái đáp trả, mà chỉ đứng từ xa chứng kiến những hàng rào mình dựng lên bị cắt rời. Ông Tariela, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines, đã nói rằng không có dấu hiệu leo thang căng thẳng tại Scarborough. Ông Tariela đã cho hay, 4 tàu Trung Quốc có mặt trong khu vực khi một tàu Philippines tiếp cận và không thấy họ tỏ ra hung hăng như đã từng làm trong quá khứ. Ông cho biết thêm, trên tàu Philippines khi đó có nhân viên truyền thông. Ông Tariela đã nói với các nhà báo quốc tế rằng Trung Quốc thậm chí còn đã tự mình dỡ bỏ phần còn sót lại của rào chắn khỏi bãi cạn Scarborough vài giờ sau khi phát hiện ra nó không còn thẳng hàng và không có tác dụng ngăn chặn nữa. Ông Tariela đã nói với CNN, không loại trừ khả năng họ vẫn có thể dựng rào chắn nổi một lần nữa, họ vẫn có thể thực hiện các động tác nguy hiểm một lần nữa, nhưng ông nhấn mạnh Philippines sẽ không lùi bước và sẽ duy trì sự hiện diện của mình trong khu vực. Như vậy, tuy rất hùng hổ đe dọa Philippines trên mặt trận ngoại giao, nhưng ở thực địa, lực lượng Trung Quốc đã không phản ứng. Điều này cho thấy Trung Quốc chỉ muốn thăm dò thái độ của đối phương, và cũng có thể là Trung Quốc không dám phản ứng mạnh mẽ vì bối cảnh hiện nay đang không có lợi cho họ. Vietnam Prosperity cũng xin được thông tin rằng các tàu tuần duyên Philippines đã tiến đến điểm gần bãi cạn Scarborough nhất kể từ khi Trung Quốc giành quyền kiểm soát thực thể này vào năm 2012. Thế nhưng, lực lượng Trung Quốc không có chút động thái nào đáp trả. Điều này đã phần nào chứng minh thực lực và tiếng nói của Trung Quốc đã giảm đi sau nhiều năm tự do, hô mưa gọi gió. Còn nếu nhìn ở một góc độ khác thì các nước ASEAN đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Đặc biệt, thái độ phản ứng của Trung Quốc vừa qua còn làm chúng ta liên tưởng đến sự kiện ở bán đảo Đài Loan vào năm 2022. Cụ thể thì khi ấy, bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo sẽ tới thăm Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cảnh báo quân đội nước này sẽ không ngồi yên. Phản ứng chuyến đi của bà Pelosi, Bắc Kinh đã công bố 4 ngày diễn tập quân sự bắn đạn thật ở các vùng biển quanh Đài Loan nhằm ngăn chặn tàu và máy bay đi qua những vùng biển và không phận rộng lớn quanh đảo. Thế nhưng, chuyến thăm của bà Pelosi vẫn diễn ra tốt đẹp và không có giao tranh giữa hai nước nổ ra. Trước động thái nói mà không làm này, vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, một quan chức Đài Loan đã gọi Trung Quốc là con hổ giấy. Chuyến thăm của bà Pelosi đã cho thấy Trung Quốc chỉ là một con hổ giấy. Tất cả những gì họ có thể làm là nói to và không dám làm gì. Vị quan chức này nói với The Sport Times rằng những lời đe dọa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và Đài Loan xung quanh chuyến thăm của bà Pelosi là nhằm xoa dịu và đánh lạc hướng người dân Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế ở nước mình. Bắc Kinh phải thể hiện sức mạnh trước làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang lên cao ở Trung Quốc. Không phản ứng mạnh mẽ thì không ổn, mà phản ứng thái quá thì Trung Quốc sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng mới. Đây là điều mà Bắc Kinh không muốn khi đang gặp vấn đề với nền kinh tế trong nước của mình. Tăng trưởng giảm sút trong nhiều tháng qua, nên do đó họ buộc phải lên tiếng mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện hành động. Chính việc nói mà không làm sẽ khiến các nước mất niềm tin vào Trung Quốc, đặc biệt những quốc gia vốn sợ hãi Trung Quốc trước đây. Sau này, họ sẽ không còn sợ nữa. Họ sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn khi biết người Trung Quốc không làm đúng như những gì họ nói trước truyền thông. Việc gần đây Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên mức bạn bè thân thiết, rất có thể sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông cũng sẽ bị giảm sút và Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn để khẳng định mình trên trường quốc tế. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.